Hello cả nhà, hôm nay thì team review bất động sản đang trên tuyến đường để di chuyển vào một khu đô thị rất là nổi tiếng cũng như rất là xinh đẹp. Và Xuân Huy cũng như là team review rất là háo hức để giới thiệu đến với các bạn một trong những khu đô thị rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Vạn Phúc City. Và chút xíu nữa thôi thì mọi người sẽ biết được tất tần tật về Vạn Phúc City nhé. Xin chào và chuẩn bị đón xem trên kênh review bất động sản. Kính thưa quý vị, thì rời bản doanh của Grab Kèo Group review bất động sản chưa tới 10 phút và đi qua cầu Bình Triệu khoảng 1,5 km thì chúng ta đã bắt đầu thấy biển hiệu của Vạn Phúc City đang ở trước mắt của chúng ta. Và với quy mô 198 ha, như Huy vừa mới chia sẻ, đây là một trong những khu đô thị rất là đáng sống tại thành phố Hồ Chí Minh, với mật độ xây dựng chỉ có là 40% và 60% diện tích còn lại là cây xanh và công viên cũng như là những mặt nước. Ok, bây giờ thì theo chân chủ tịch Tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ đi vào Sale Gallery và Huy cũng sẽ bật mí cho các anh chị là chúng ta sẽ gặp một vị khách rất là đặc biệt. Và thật sự là vị khách này cũng đã ưu ái dành cho team review bất động sản một cái buổi nói chuyện về cái khu nhà mẫu được bật mí vào ngày 1 tháng 11 tới. Nhưng mà đây là một trong những cơ hội mà team review được chị ưu ái cho là một trong những team đầu tiên được tham quan luôn. Thì các anh chị cùng với Huy chúng ta sẽ xem cái sự ưu ái đó nó sẽ đặc biệt như thế nào ha. Ok, let's go. Chào cả nhà, thì hôm nay team review rất là vinh dự như Huy đã giới thiệu với các anh chị một vị khách mời rất là đặc biệt tại khu đô thị Vạn Phúc City, và chị cũng đã sắp xếp thời gian rất là bận rộn để gọi là trò chuyện với lại team review bất động sản. Xin chào chị Hương. Chào và chị. Tụi em rất là vinh dự hôm nay được đến thăm khu đô thị Vạn Phúc City, và cũng rất là vinh dự cũng như là cảm ơn chị đã dành thời gian cho team tụi em để được trò chuyện ngày hôm nay. Huy đã đi qua khu đô thị Vạn Phúc City chắc cũng được 3 đến 4 lần rồi, và khách và những cái vị khách VIP của Huy á trong nghề môi giới bất động sản thì đã sinh sống ở đây rất là nhiều, và Huy đến đây cũng như là thăm nhà thì chú rất là tự hào khi ở đây. Thì trong cái việc phát triển dự án khu đô thị Vạn Phúc City á chị, thì có cái những cái khó khăn cũng như là những nào mà chị gặp phải không ạ? Chị có thể chia sẻ với team cũng như là các bạn đang tham khảo trên trang review bất động sản ạ. Một trong những cái điểm thuận lợi là tập đoàn bất động sản Vạn Phúc đã có cái thâm niên khá là lâu đời. 26 năm, thành lập năm 1995. Và cái chiến lược của ban tập đoàn là mình phát triển những cái khu dân cư, khu đô thị mới với quy mô tầm vài chục tới hàng trăm hecta. Phúc City là cái dự án gọi là lớn nhất của tập đoàn hiện nay với quy mô 198 hecta. Bán đảo nằm ở khu đông của thành phố Thủ Đức. Thì trong cái quá trình phát triển thì với một cái dự án quy mô lớn như vậy, một đại đô thị lớn như vậy bên sông Sài Gòn, thì phải nói là cái nguồn lực đầu tư dành cho cái dự án rất là lớn. Dự kiến thì tổng cái giá trị đầu tư cho cái dự án này lên tới khoảng tầm hơn 2 tỷ đô. Và mình sẽ phải có cái lộ trình phát triển dự án này khoảng tầm từ 15 tới 20 năm để mà chia làm khoảng tầm 6 cái phân kỳ đầu tư phát triển. Hiện nay thì đã giai đoạn thứ 3 rồi. Cái thủ tục về mặt triển khai dự án thì cũng sẽ mất thời gian hơn so với những cái dự án quy mô nhỏ. Thường thường thì ở dự án này cũng mất khoảng tầm đâu đó 10 tới 15 năm để cho cái khâu chuẩn bị. Và hiện tại giờ Vạn Phúc City đã chính thức khởi động cũng với năm nay, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà cửa, các cái tiện ích là khoảng tầm hơn 6 năm. Nhưng mà hiện tại giờ thu hút được khoảng tầm hơn 3.000 cư dân vào ở. Và khoảng bằng 300 doanh nghiệp đã hoạt động tại đây. Tương đối là nó khá là sung túc và ngày càng hoàn thiện hơn.
Dạ. Với những cái khách đầu tư trước đây của em khi mà đi vào đây thì những cái đất, giá đất, giá nhà thì nó rơi khoảng từ 30-40 triệu thôi. Và bây giờ đã tăng khá rất là nhiều lần. Thì khách cũng có chia sẻ là đến bây giờ thì Vạn Phúc City đã là một cái nơi đã được biết đến giống như là một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh rồi, chứ không phải là câu chuyện của 4-5 năm về trước nữa. Thì em cũng thay mặt khách hàng cũng như là những cái người đã cư dân sinh sống ở đây thì cảm ơn chủ đầu tư đã gọi là phát triển một cái khu đô thị đáng sống như vậy với đầy đủ tiện ích. Và tụi em thật sự khi mà bước chân vào Sale Gallery cũng thật sự là choáng ngợp. Tụi em cũng rất là vinh dự là những người khách đầu tiên đó chị là đã vào đây. Tôi cảm ơn chị rất là nhiều. Chị hề giới thiệu ra bên ngoài nha. Chính thức ngày mai mới công bố. Mọi người thấy team review bất động sản được chị Hương gọi là ưu ái rất là nhiều. Chị ơi, thì bây giờ em thấy là có rất là nhiều khu đô thị gọi là vệ tinh đang được phát triển ở Đồng Nai, ở Nhân Trạch, ở Long An, ở Tây Ninh. Thì không biết rằng là khi mà những cái khu đô thị đó phát triển lên thì Vạn Phúc City của mình có gặp khó khăn về việc cạnh tranh hay là tìm những cái khách hàng phù hợp, nó sẽ có bị mất khách hàng đi nhiều hay không, hoặc là với những cái đối tượng khách hàng nào thì sẽ chọn ở Vạn Phúc City thay vì những khu đô thị vệ tinh như vậy ạ? Sau 26 năm thì mình rất là kiên trì với cái mục tiêu của mình là chỉ chọn phát triển những cái dự án khu dân cư, khu đô thị ở tại khu vực nội thành Sài Gòn. Vì mình cũng đánh giá là cái nhu cầu thực, cái nhu cầu về nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt rất là lớn, cho nên là những cái dự án mà mình phát triển ở khu nội thành thì chắc chắn luôn là cái nhu cầu ở rất là cao, khả năng lấp đầy rất là nhanh. Như mình thấy Vạn Phúc City mới thì giai đoạn ngắn thôi, nhưng mà giai đoạn 1 lấp đầy là hơn 90%, con số rất là lý tưởng. Giai đoạn 2 của mình thì mình mới bàn giao nhà thôi, nhưng mà cũng lấp đầy khoảng tầm hơn 50%, sang năm có thể là lấp đầy tới 70%. Cái cư ở đây đặc biệt là khách hàng mua ở rất là đông. Những dự án khác có thể là nhu cầu đầu tư khá là lớn, nhưng mà riêng Vạn Phúc thì nhu cầu ở nó phải chiếm tới 50-70%. Các khách hàng khi mua ở đây có nhà rồi, nhưng mà khi tới đây thì thích dọn về nhà, về Vạn Phúc ở. Và với cái xu thế hiện tại giờ thì khi mà hạ tầng giao thông phát triển thì các chủ đầu tư cũng có khuynh hướng là sẽ phát triển ra những cái khu đô thị vệ tinh ở trong vòng bán kính 10-15 km, thậm chí là 20 km. Thì chắc chắn là sẽ có một cái xu thế phát triển theo cái việc đầu tư về mặt hạ tầng giao thông kết nối nó thuận tiện hơn. Bây giờ họ tính là tính thời gian di chuyển, không tính bằng km nữa. Tuy nhiên thì cũng phải những cái khu đô thị vệ tinh cũng phải có cái thời gian để mà mình gọi là đầu tư xây dựng phát triển dự án, cũng như là chờ những cái kết nối hạ tầng cái nó thuận lợi. Khi đó khu dân cư, cái việc lấp đầy dân cư họ cũng sẽ có cái thời gian để mà có thể 5 năm, có thể là 10 năm thì cái tỷ lệ lấp đầy đó từ từ từng bước một nó mới có cái sinh khí, nó mới sung túc. Thì đó là cái sự gọi là một cái xu thế mà gọi là để mà vừa đáp ứng nhu cầu ở của người dân thành phố, cũng như là nâng cái có những khu mới thì quy hoạch nó đồng bộ, nó hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân lên. Thì nó phải có một cái sự gọi là kết nối, gọi là đi song hành với nhau, liên quan tới là các cái khu đô thị cùng với các cái việc chiến lược phát triển các cái hạ tầng giao thông kết nối, thì nó mới cái việc mà thu hút cư dân về ở nó mới thuận lợi. Bên cạnh đó thì yếu tố về năng lực đầu tư của chủ đầu tư dự án cũng rất là quan trọng cho cái việc là làm sao triển khai được cái vừa đầu tư phát triển về hạ tầng giao thông cũng như là phải có cái hạ tầng xã hội đi kèm. Thì người dân họ mới về họ sinh sống đủ các tiện ích trong mọi khu đáp nhu cầu của họ. Hôm nay là cả nhà review bất động sản mình được CEO của Vạn Phúc City dẫn đi tham quan luôn á, đặc biệt đúng không cả nhà? Chúng ta follow theo chị Hương thế nào?
a flower for me. Người mời cả nhà cùng theo chân chị Hương để tham quan. Bao nhiêu địa điểm đặc biệt ở đây chị Hương? Mình sẽ đi qua từng cái phân khu một ha, để mình thấy mình đã xây dựng nhà cửa không gian thế nào nha. Đi vô cái khu của cái Pearl Garden á, rồi mình chạy xuống cái khu của bên quảng trường ha, rồi mình vòng qua cái sông Trăng, rồi mình đi ra khu bờ sông. Đây là cái khoảng gần 500 cái căn nhà mình đã bàn giao khách hàng rồi. Mặt tiền này là shop house 6 tầng. Còn đây là cái em thấy mặt không chỉ mặt ngoài shop house nó sung túc ha, mặt trong cũng rất là sung túc này, là người ta đã vô ở thì văn phòng công ty cũng rất là nhiều. Wow, xanh đẹp lắm. Cư dân về ở trong quá. Wow. Nói cái này là câu chuyện là ở đây là coi như là biết là ngay vỉa hè cũng móc sạch, chị cũng đầu tư nhặt xịn quá. Xây không gian. Đá luôn. À, đó. Này là bền vững ha. Dạ. Nó chạy đây thấy là không gian đó, mỗi cái nhà, mỗi cái cụm này họ đều có cái công viên nội khu. Hay là cái dãy phố đi bộ này bên chị xây đã. Bên này là dãy phố đi bộ đây. Đường rộng quá ha. Thanh thang. Bên này trục đường tới 20-30 mét. Dạ. Thông đâu có lộ lo qua luôn hả chị? Đúng rồi em. Không đó thông rồi mà. Thông rồi. Bởi vậy từ đi quốc lộ 13 hẹp hẹp chạy vô đây là thấy khác liền. Đây thấy căn nhà ở đẹp không? Cao 5 tầng đó. Đây là hai mặt tiền nha. Mặt đường thứ 2 6m về sau. Căn này là đúng phong cách của Quỷ. Đây có cái quảng trường lớn á. Đi bộ là đi phía sau đúng không chị? Phía sau. Ở song song. Đây cái quảng trường đây. Đây có quảng trường. Đại công trường đã nhìn đã tầm cuối năm nay em thấy là nó sẽ hình thành lên hết rồi đó. Ra bờ sông á, bờ sông nguyên cái con đường bờ sông của chị là rộng 20m. Đúng rồi em. Dài là 3.4 km luôn. Đúng rồi. Bao quanh hết, trời đi bộ gì sướng quá trời luôn, công viên luôn, nguyên công viên luôn đó. Bây giờ hết ra đây đi bộ, cả cư dân ra đi bộ sướng. 1 hecta công viên. Mặt nước không bằng cả trăm. Gần đây cũng dinh thự ha, cũng dinh thự bờ sông nè. Cái trường trường cấp 2 của quận nó xây sắp xong rồi đó. Của quận luôn rồi. Khu lai khu biệt thự cầm bao nè. Dạ. Nó sẽ có một mặt này là nguyên cái tường dài á, nó bao quanh đấy ha. Dạ. Mặt tường thứ hai, mặt thứ ba là mặt tiền sông. À, mặt chỉ có một tường trang trí. Đây duy nhất 54 căn thôi. Hôm nay mà chị nói các em mà cái cửa mà cái thang nó nâng lên nâng xuống á. Dạ. 54 căn. À, khu này đây. À, chắc là chị sẽ xe nâng lên nâng xuống là khu này là khu VIP đây. You're breaking, you're losing. Sorry, your time is up. Now I'm coming back tonight. I'm taking back my love. Sorry, your time is up. Này căn này là căn đang làm 13.000 m2 nè. Tách biệt luôn ha. Ở trung tâm thành phố hay là đối diện sông. Dãy này là dãy dinh thự 1.000 m2. Dãy này nè. Thì căn gốc này là 3.000 m2. Căn Hưng Phúc nó ước mưa đây. Sáng nay hỏi anh mà không trả lời đi. 1.000 tỷ hả? Căn này thì đúng là chỉ là cái này mà nữa làm xong đẹp lắm. Thì chỉ có một cái đường kè sông này, đường dạo bộ 5m nè, rồi cái công viên dọc bờ sông và đường vành đai 20m. Rồi mới tới cái khu dinh thự. Wow. Cái bờ sông là nó đang xuyên suốt hết luôn. Dạ. Yeah. Công viên bờ sông này nữa xong là đẹp. Yeah. Khu này là 1.000 m2. Đó, có mấy chục căn thôi đó. Ở đây chỉ còn có mấy giờ mới có mấy căn thôi. Khách bút hết rồi. Nguyên một dãy này duy nhất là có hai mặt tiền nha, mặt trước nhìn sông, mặt sau là cái đường nội bộ phía sau. Cái dãy này 1.000 m2 mà hai mặt tiền. Vừa đường đi bộ bên sông, vừa đường chính đi luôn. Bên kia là quận 12 phải không? Đó, quận Bình Lai, quận 12 đó. À, Bình Lai. Đang vào trái vô khu quảng trường đây cho mọi người quay quảng trường xíu. Đó, cái vành đai chị đi ôm hết bán đảo nha. Chị xong hết rồi đó. Là cái này là xong hết. Tại vì thông xong hết rồi. Và sang năm em quay lại khu này là công viên sẽ đẹp lắm. Là bên chị đang cho triển khai công viên luôn rồi. Wow. Còn hạ tầng khu này bên chị chưa làm tới nhưng mà đã hạ tầng xong rồi, thấy không? Vỉa hè ổn đá rồi, hạ tầng xong hết rồi. Hạ tầng này xong là chị bàn giao cho chính quyền hay là nó tùy giai đoạn đó em. Tùy giai đoạn mình làm xong hoàn chỉnh xây dựng xong mới bàn giao. Khu này là khu chưa phát triển nhưng mà hạ tầng bên chị làm xong 90% hơn này. Còn xung quanh cái hồ này là cũng chung cư, chị sẽ phát triển rất là chung cư xung quanh cái hồ. Còn khu mà ven sông là khu thấp tầng hết. Đây phía trước mình là cái hồ. Đó là hồ đó em, nó đang bơm nước ra để mà làm cái quảng trường nhập nước á.
Yeah. Hay là công viên nhà nước thì chắc là gần Tết là xong nhà nước rồi không? Công nhập thì đang lấy triển khai rồi. Đúng rồi, đây này đó, anh làm cái sàn sắp xong rồi đó em. Đó, nhà nước hoành tráng đó, lớn đó. Điểm check-in mới tại Sài Gòn. Sau này cái này lên chắc là cái thiền bên đây sẽ có nhà nước. Quảng trường nhà nước. Cái này là quảng trường nè, quảng trường. Mình đặt tên nó là gì đó. Cái này là Diamond Square. Diamond Square. Đó. Cái quảng trường này là quảng trường kim cương. Cái quảng trường này đẹp. Thì em lên cái quảng trường này lên buổi chiều chụp hình đẹp lắm. Có cái hình này đi lên trên cà phê cái được. Dạ. Vậy nó đang đổ sàn để nó là ngắm nhà nước vô đó. Cái đường dọc kênh bên chị là 25m này. Cái công viên dọc kênh đào này là tới 5m3. Bên chị đầu tư hoàn thiện xong rồi thì... Cái này nó... không đủ hoa. Không đủ hoa thì á. Vỉa hè làm rất là công phu không? Trời đá xong. Cái này là cái phong cách của một cái đường phố đi bộ bên Brazil á. Lắp đá kỳ công lắm nha. Mưa xuống tắm nữa. Đường zigzag, đường sóng gì đây. Em có flycam nên đẹp lắm. Cái đường này tụi chị làm cái đường để đi bộ. Trời ơi, mấy chỗ này kiếm đâu ra ở thành phố mà để ra đây ngồi chơi nói chuyện để check in. Không có. Không đủ tầm. Kỳ trước mà cái chiều cư dân ở đây đông lắm. Chơi. Quận 7 làm gì lát đá được vậy? Đá đẹp ghê rồi. Quận 7 cái khu mà gọi là Crescent Mall rồi đó làm cũng cũng đông có. Đúng rồi. Nằm theo cái bờ sông đó thì vành đai nó nên nó chạy tốt đây nè, nó sẽ đi về vành đai hết sông. Ủa. Thế làm đầu tư là để cô là khu biệt thự bên chị sẽ phát triển sau. Cuối năm nay là khu này hạ tầng xong hết rồi, chị cũng hạ tầng làm sẵn hết luôn, không là xây thì xây thôi. Dạ. Làm trước hạ tầng để đó để làm. Đã quá. Đường này 25m đường lớn ha. Trời, em xuống Sài Gòn Bắc thì em mới nghĩ là ở Đồng Nai mới có đất để làm đường lớn như ở này thành phố Thủ Đức mà làm được cái đường kiểu này. Nói chung chủ đầu tư cũng chịu chơi, cũng chịu đầu tư cái bộ mặt cho cái khu đô thị. Là bộ mặt đại diện cho bộ mặt thành phố đó chứ vậy không? Này là sau này sợ là tới thành phố Hồ Chí Minh là phải ghé đây. Đúng rồi. Không, nó... cửa ngõ phía đông là đây với đâu là quỹ đất nhiều lắm. 20 năm rồi em, khu này là 20 năm rồi. 20 năm rồi, chuẩn bị cửa đó đó. Còn khu Dương Phòng bên kia là em cũng đầu tư bên đó rồi. Cái khu đó thì hồi xưa cũng đó. Sát bên dự án hồi xưa bên em, của bên em là sát bên dự án của anh chị Dương Phòng. Quay ra xong luôn. Cái này là mỗi căn đều có sổ hết rồi nha. À có sổ hết luôn rồi hả? Đúng rồi. Cái nhà chị đã thấy xây nhà là có sổ hết rồi. Ồ. Giao nhà giao sổ luôn. Pháp lý. Đây là quan trọng. Chuẩn không cần chỉnh. Mạnh nhất về pháp lý thì chỗ đó nói lấy ra là biết liền. Thì mấy năm cái dự án này của chị là không có sổ rồi sao được. Lộ trình tí. Thật ra là giới trẻ nó ít nó nhất cái view sông đèn chỉ nó mát ra đây con cá có đồ thiệt. Sau khi mà review này xong em đảm bảo á, mà anh mà đưa ra là cái chuyện đông lắm vậy. Đúng rồi đó, chị bớt mát không mọi người. Dần đi hơi chứ okay, em nói là có cái hình này mình chụp chung rồi mình dần đi xíu cho anh. Sau này bờ sông xong là giống vậy nè em. Nó sẽ có một cái kè sông đường đi bộ 5m, rồi cái công viên, rồi tuyến đường vành đai, tất cả bờ sông Sài Gòn đều giống vậy hết. Dạ. Nó bao hết qua quanh bờ sông luôn. Từ vành đai ven sông thì là đường đi bộ 5m là dạo quanh hết, bọc hết bờ sông. Phúc đứng giữa nha Phúc. Chị Phúc kìa Phúc. Chị em kìa, chị Hương mượn dùng đỡ nha. Có tiền hết. Đúng. Nên mà cái bên mảng mà khai thác bằng thì chị. Đi được không? Được hả? Đi vào đây là cái nhìn trai. Từ cái cọc này thôi. Rồi xong rồi là... Nếu chỗ này làm sao mà anh em mình review thôi là khách tự vô tự mua. Ừ.
house, có sân leo núi nè, có sân tennis nè. Wow, cái gói leo núi. Nhà hàng cà phê, câu cá. Tiện ích cũng nhiều ghê, sắm quá trời tiện ích. Đúng rồi. Nghỉ dưỡng, nghỉ lòng thành phố luôn. Đó. Biên cây không gian này con là đã 5 hectare công viên rồi em. Nghỉ dưỡng, nghỉ lòng thành phố. Cắp bên đây một cái quá trình kèo ở đây luôn. Ở trái đi em, ở trái đi. Ừ. Đó, mình chỉ đầu kia là đó, nó xin phiên suốt dài vậy đó, đường 25 mấy chục đường này. Sau này các chương trình lễ hội đường phố em làm đây thoải mái luôn. Trời thì đó, bởi vậy tennis này. Hoa, không đủ hoa để làm chứ. Hoa thành phố luôn chứ. Cái leo núi này cũng đẹp lắm. Leo núi ngắm cảnh. Mình có trung tâm sự kiện mà đủ lớn không chị? Lớn, thật lớn. Có cái chỗ gì đó xây căn hộ đây. Có phải tại vì đây. Tại vì điểm này nó sẽ rất là gần thành phố, người ta ra rất là gần, đặc biệt là có một cái khu là xe cộ mà có thể đây. Nhỏ xíu à, em nói cái chỗ để xe không bao giờ còn được sao hả? Đúng rồi, cái này là hôm nay là nước đang rất xuống đó, đó, là nhiều đâu. Nước á, cho nên là cho bình thường nước nó cao đẹp lắm. Mình ngăn nước lại được không à? Được em, nó hai đầu mà cống đối lưu ở ngay đầu sông Sài Gòn em. Nhặt nước mình, cái mực nước mình kiểm tra mình kiểm soát được luôn. Lúc ra lúc vào thủy triều mà. Nè, Lâm Banh đây nè em, dạy ngay là cái nhà tư vấn đề nghị mà xây cái hệ thống cái kênh ở phía trong ngõ khu này nè. Mở trái thôi đi. Cái tiết kiệm biết bao nhiêu tiền chủ tư. Đó, công viên này. Cái gì người ta nghĩ là đào ở này là tốn tiền hay gì đó. Không, ở đây là điều hồ điều tiết đó. Đúng rồi em. Mà nó nối được hai đầu nước luôn. Khu đô thị mà không có hồ điều tiết là câu chuyện là xin giấy phép cực kỳ khó. Ủa, nhà của đường này N7 đúng không ta? N7 hay N2 gì đấy. À. Mới khai trương cái gì nè? Công ty. Hôm qua mới có AZ Lem mới khai trương. AZ Lem này đó. AZ Lem. Đây là khu bên chị đã, cư dân đã lấp đầy 90% này, khu này. Thì có cái cụm này là đường ngoài đường 35m, đường này được 25m. Trục đường nội khu đi. Đây là chỗ trữ cây xanh của mình đó chị. Đúng rồi em, cái đó là cây vườn ươm đó. Dạ, cây vườn ươm. Đây là bãi giữ xe tập trung. Ở khu này cư dân lấp đầy hết rồi. Bước cái trần đầu đó. Bên này là dòng phổ thông 5m, 6m. Là dòng đầu tiên mình làm. Đầu tiên đó, hồi xưa bán 20 triệu. Còn qua khu bên đây bắt đầu là toàn bộ dòng 7m, 9m. Giờ qua là 80, 100 hết rồi. 100 chắc. Khu bên đây là cư dân sinh sống hết rồi. Dài đây là 6m nè. Sinh học liền. Của quốc tế hay gì? Đúng rồi, có là bệnh viện nè, bệnh viện. Nè, lớp house nè, cái này là khu hồ bơi, lớp house cà phê, khu vui chơi. Hồ bơi đây cũng được. Sinh hoạt luôn đó gì? Đúng rồi. Bơi đang bơi đó, cho bớt bơi được mà. Nó chơi bơi đó. Ồ. Nó khu này em thấy là nó dân nó ở đông đó, nó sinh tiếng khác. Đâu khí thế. Mỗi chị mình chỉ bên khu tiểu khu được có công viên nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. Ra bước ra là có công viên rồi. Nào bệnh viện này xây sắp xong rồi nè. Bệnh viện này cũng cứ cái nhà nào mà gần cái khu công viên nội khu á, cái căn đó đắt hẳn lên. Dạ. Tại vì câu chuyện bước từ trong nhà ra cái cổng sau là ra công viên mà. Có giá thì. Đây là cổng trường học, đây là trường mẫu giáo. Của nhà nước hay gì? Không, của tư nhân. Bên đây trường quốc tế cấp 1, 2, 3. Xong ngủ 1, 2, 3 luôn, liên cấp luôn. 1, 2, 3 luôn đúng rồi. Cái trường này đẹp lắm. Trường này vô nên khu này là đầy đủ hết tiện ích em thấy không? Lý do vì sao nó ngấp đầy đông là vì nó đủ hết tiện ích rồi. Đủ tiện ích là đông. Đầy luôn hết rồi. Về đây con cái học rồi. Mấy đi trăm vui doanh nghiệp trong đây đang hoạt động. Yeah. Công ty đông lắm. Cư dân thì hưởng, cư dân thật không chứ đâu có làm đầu tư nhiều đó. Nên cái giá trị đó thì nó luôn luôn tăng trưởng đời đều. Thì câu chuyện mà thành phố ma là rất là nhiều nhan nhản rồi ở Trung Quốc rồi này nọ, cái bài học nó thấy rõ cho mình. Để phát triển được một cái khu đô thị mà đến bây giờ 2 đến 3 2 năm thôi mà cư dân phải ở hết hơn 50% là quá thành công rồi. Và nhà đầu tư mà đi theo là lại càng thành công nữa, tại vì theo em là chỉ cần lấp đầy 20-30 là bắt đầu mức giá nó đã tăng ở mức lên 30-50% rồi. Biết nhiều lắm. Đầu cái việc mà chị phân định đó là cái giới hạn về mật độ không là khác rồi, mật độ vàng hay chỉ số vàng á, mình không cần phải bán nhiều. 80% là thấp tầng, 20% là cao tầng. Từ đồng dân cư nó rất là mà cái cao tầng nó lại xoay xung quanh một cái hồ cực kỳ đẹp ở trung tâm, tạo ra một cái gọi là rất là đẹp
hợp đủ thứ vị trí vàng gì đấy thôi. Còn địa điểm hay là nó nằm đất đắng bắt mấy khu thương mại này cũng không có chuyện. Đúng rồi, thiên là ngàn. Có chỗ để xe lắm được. Vàng là 10.000. Một cái chỗ mà đơn vị tư vấn thiết kế á. Phạm vô khu 2 đi, làm chân vô khu 2. Chứ mấy căn shop hàng này mà không có những cái chỗ này nó không có phải là shop house. Nó không có chỗ đậu xe, đậu xe luôn, nó tiện lợi. Hả? Theo cô bên đây thì thấy cho em một coi bên chị. Đúng rồi. Một cái bài học nhãn tiền của những shop house mà không chỉ đậu xe là không qua bên kinh thương mại được. Còn quận 7 góp bên nhiều. Thế nào mỗi mỗi, mỗi, mỗi mỗi khu bên chị đều có công viên phía trong để em nhìn thấy không? Nè. Đó. Nhiều tiền nó bán xanh. Thành ra là em bước ra trong nội khu hay là bước ra bên ngoài. Căn này này trong nhà bước ra coi như là ra cái công viên luôn rồi đó. Đây có hồ bơi đây nữa nè. Ở đây có mấy hồ bơi chứ? Nhiều đó em, mỗi cái khu có hồ bơi nhiều có cái đó. Đây có hồ bơi đây nè. Đó là mỗi khu đều có cái công viên nội khu, cái quy hoạch của mình là phân bổ đều ra. Ở đây kia là kia, kia là ba lớp mảng xanh là vậy đó. Là lớp bình đai, ha, lớp trung tâm, rồi lớp từng khu nhỏ. Quy hoạch rất là đẹp. Gọi là ba lớp gì? Ba lớp bình đai mảng xanh. Mảng xanh, đúng rồi. Ba lớp bình đai. Những cái từ ngữ đó là từ ngữ trend không á. Kính nhà kính đẹp quá. Trần á, trời ơi, bởi vậy nên nãy là cũng phát hiện ra câu là resort ở đây nè. Resort Vạn Phúc thì sau này dùng cái từ đó từ trend từ quá để sau này chạy SEO dẫn từ cứ lên. Này cô này là trung tâm thương mại đây em. À, qua Tết là chị khởi công á. Chị đã xong cái phần thử tải, thử tỉnh xong hết trơn rồi. Nội chị mở khu này ra là cái khu này nguyên là nó đối diện với khu điểm là chỗ này nè, chỗ này thương mại nó mới cũng dễ dàng nè. Cái dự án này chị tính làm bao lâu nữa là xong thì dạ, chắc này, là khoảng tầm nếu mà xây chắc chị nghĩ khoảng tầm gần 3 năm á. 2022 bắt đầu, 2025 cái xe dễ thương quá ha. Dạ. Đây chỉ có một cụm thể thao nữa nè, sân tennis hay bóng đá nè. Còn như này nè, buổi chiều đông vui lắm. Sáng. Giờ trưa nắng vẫn có người chơi đầy đủ hết. Bây giờ là lịch là nó full hết á, cà phê. Hiện giờ bên mình đang quản lý vận hành mấy cái khu là hết hả chị? Còn mình có trung tâm dịch vụ khách hàng kế bên nè. Xin chào cả nhà, thì kênh review bất động sản của chúng tôi sáng hôm nay thật sự rất là vinh dự được CEO chị Thu Hương dắt đi tham quan toàn bộ của khu Vạn Phúc City. Và đây là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Sài Gòn. Và team review bất động sản sẽ hẹn gặp lại các anh chị trên kênh YouTube Review Bất Động Sản với review từng phân khu tại Vạn Phúc City. Và thật sự có những thông tin đặc biệt, update gì mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật tại Review Bất Động Sản. Và hy vọng các bạn sẽ đón xem cùng Review Bất Động Sản nha.